Nino xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với STEM House Inno Show. Mùa hè đến rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để vui chơi cùng nhau. Vì thế, ngày hôm nay anh Inno sẽ hướng dẫn các em tạo ra một loại đồ chơi. Đó chính là một chiếc thuyền. Nhưng điều đặc biệt, chiếc thuyền này sẽ không chạy bằng pin mà chạy bằng một loại năng lượng bí mật. Hãy cùng theo chân anh Inno để đón xem chiếc thuyền này được tạo ra như thế nào nha. Và món đồ chơi này có tên là Rubber Band Power Boat. Và để thực hiện được chiếc thuyền này, các em hãy cùng anh Inno chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây. Đến với bước thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần cánh quạt cho chiếc thuyền này. Đầu tiên thì các em sẽ cắt que gỗ này làm đôi. Sau đó các em sẽ đặt sợi dây thun này vào giữa hai que gỗ. Tiếp đến em sẽ dùng băng keo trong để cố định hai đầu của que gỗ này. Vậy là tới đây chúng ta đã hoàn thành được bộ phận cánh quạt của chiếc thuyền rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bước thứ hai, đó chính là làm phần thân cho chiếc thuyền. Để làm phần thân của chiếc thuyền thì ở đây anh Inno đã chuẩn bị một chiếc chai nhựa được tái chế. Với sợi dây thun này thì các em sẽ xoắn đôi giúp anh Inno nhé. Sau đó chúng ta sẽ đưa sợi dây thun này vào trong chai. Việc xoắn đôi sợi dây thun sẽ giúp cho chiếc thuyền của chúng ta được chắc chắn hơn. Sau khi đã có khoảng 3 sợi dây thun trên thân chai thì anh Inno sẽ luồn chiếc đũa này vào trong chai. Sau khi đã luồn hai chiếc đũa này vào trong thân chai thì các em sẽ điều chỉnh lại cho nó thật là đều. Và các em lưu ý là chúng ta sẽ trừ ra một khoảng của chiếc đũa so với đáy của cái chai. Đố các em, vật liệu nào trong chiếc thuyền này đã giúp cho nó có thể di chuyển được thật xa? Đúng rồi, đó chính là sợi dây thun. Này, khi các em kéo giãn sợi dây thun này, các em đã cung cấp năng lượng cho nó. Và khi các em thả tay ra, năng lượng này sẽ được giải phóng đi. Vậy thì ở đây, anh Inno đã thấy được có hai loại năng lượng bên trong chiếc thuyền này. Đó chính là năng lượng đàn hồi hay còn được gọi là thế năng đàn hồi, potential energy. Và loại năng lượng thứ hai đó chính là năng lượng giúp cho chiếc thuyền này có thể di chuyển được hay còn được gọi là động năng, kinetic energy. Vậy thì ở đây, khi anh Inno xoắn rất nhiều vòng sợi dây thun này, năng lượng đang được dự trữ bên trong sợi dây thun. Và cho đến khi anh Inno thả tay ra, năng lượng dự trữ này sẽ được chuyển từ sợi dây thun sang que gỗ, làm cho que gỗ quay rất nhiều vòng. Các em có thể thấy, đây là quá trình năng lượng được chuyển từ dạng thế năng đàn hồi bên trong sợi dây thun sang động năng trên que gỗ, giúp cho chiếc thuyền của chúng ta có thể di chuyển được thật xa. Ta-da! Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tạo ra một món đồ chơi rất là ấn tượng, đúng không nào các em? Các em đã biết được loại năng lượng bí mật mà anh Inno đã nói ở đầu video là gì chưa? Đó chính là năng lượng đến từ sợi dây thun. Anh Inno chúc cho các em có những ngày tháng mùa hè thật sôi động bên bạn bè và người thân của mình. Còn bây giờ thì, quên, các em đừng quên nhấn like, share video cũng như đăng ký kênh STEM House Education. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại các em.